người ghé non, nắm tay hết giận hết hờn, để trong giấc mơ tôi trông chờ. Một người quay đi, một người ghé non, nắm tay. Bạn gặp nhau thì anh em cũng đã biết nhau vài năm rồi thông qua công ty Helios Media, nhưng mà hai anh em chỉ mới có sản phẩm chung với nhau gần đây trong một cái show diễn ở Đà Nẵng của công ty Yodico tổ chức. Và từ cái show diễn đó thì bắt đầu hai anh em thấy phải nên làm cái gì đó để mà hợp tác với nhau về trong cái lĩnh vực sản phẩm. Thì bắt đầu thì hai anh em mới đưa ra những cái bài hát, những cái ý tưởng, những cái câu chuyện. Và đôi lúc thì những cái đó chỉ nói bâng quơ rồi cứ cho vào trong cái dự án trong đầu thôi. Và sau này thì được sự giúp sức của tất cả các anh chị em và công ty Unico, Helios cũng như là Thẩm Mỹ Viện Như Hoa, thì những cái ý tưởng đó được các anh làm thành sự thật. Và trong cái lúc mà quay hình thì cái dự án Duyên Mộng Tâm Sinh cho đến nay thì tụi con quay được 50% chặng đường rồi, và trong thời gian sắp tới thì sẽ tiếp tục quay phần 2. Ở bối cảnh thì có rất là nhiều bối cảnh, hay bối cảnh ở miền Tây cũng có, ở miền Đà Lạt đồ cũng có. Và trong lúc những cái kỷ niệm rất là khó quên khi mà cái dự án này bắt máy quay, thì cái chuyện mà tranh luận thì anh em lúc nào cũng tranh luận hầu như là mọi lúc mọi nơi, nhưng mà trước ngày quay, còn khi quay thì cố gắng là đã nhận ship mọi ông thỏa. Xin cảm ơn rất là nhiều. Khi mà thu âm, anh Nguyên Trung cũng là người mà mắng em suốt ngày, bảo sao mày cứ stream ngày suốt ngày luyến thế, mày bỏ luyến cho tao đi. Nhưng mà em có bỏ không? Em vẫn phải luyến chứ đúng không? Không, nhưng mà em luyến cái hay thôi, còn cái không hay thì em vẫn phải nghe theo. Với cả cái lúc mà đi quay mà em được trở thành người yêu của anh Trung, em không thể nào mà nhập tâm được đây là người yêu mình. Tại sao? Tức là một hình ảnh người yêu trong mắt em nó phải hoàn toàn khác à? Hay sao? Thì tại vì ông mẹ suốt ngày ông mắng em. Còn về còn gì nữa? Còn ngoài mắng ra còn cái gì nữa không? Không. Không. Toàn mày tao thôi. một cô gái rất là đáng yêu. Và chị nghĩ rằng là khi mà mọi người quyết định cũng có nhà báo Trác Thúy Miêu và diễn viên Quý Bình ngày hôm nay cũng đã dành thời gian để đến tham gia buổi họp báo này, thì Quỳnh Chi cùng với ekip sản xuất dự án này cũng rất là muốn lắng nghe ý kiến đóng góp từ phía hai anh chị cho dự án MV này của hai ca sĩ trẻ Kiêu Kỳ Ánh Quỳ và Nguyên Trung ạ. Được không ạ? Vâng ạ. Xin mời anh Quỳ Bình trước ạ. Hey, đúng rồi, đã qua đó là anh rồi. Trước hết thì anh Quỳ Bình cảm ơn Nguyên Trung, cảm ơn Kiêu Kỳ Ánh Quỳ đã có lời mời để ngày hôm nay anh Quỳ Bình được góp mặt trong buổi họp báo này. Xin được gửi lời chào đến tất cả quý anh chị em đã dành thời gian quý báu của mình đến với hai em. Xin phép ngồi xuống nha để cho mọi người dưới nhìn hai em. Nói mà góp ý thì qua cái trích đoạn vừa rồi mà chúng tôi được xem thì thực sự nó cũng chưa có thể hiện được nhiều để chúng tôi có thể góp ý. Nhưng mà nếu mà nói về phần âm nhạc thì lát nữa đây thì Bộ Thiên Miêu sẽ nói về cái phần này. Nhưng mà riêng về về cái lĩnh vực mà điện ảnh và diễn xuất chút xíu thì đúng là Quý Bình nghĩ là anh sẽ cần phải có cái buổi gặp riêng hai em.
Bởi vì những cái điều mình góp ý ra đây thì chắc có thể là mình cũng sau buổi họp báo này em sợ nó lạc file đi đâu mất. Cho nên là anh rất là mong sẽ có một cái ngày anh có thể ngồi lại với hai em để có thể tâm sự, chia sẻ với hai em về cái kinh nghiệm diễn xuất, để hai em có thể làm tốt hơn ở những cái tập sau. Đó là cái mong muốn của anh. Và đó là những cái mà anh đã nhìn được qua được sơ sơ qua cái cách thể hiện của hai em với cái trích đoạn vừa rồi. Và ở đây anh không dám góp ý nhiều, và chỉ nói một cái mong ước của anh là như thế. Và anh hứa anh sẽ làm được điều đó với hai em. Phải nói rằng đây là một lời hứa hết sức là quý giá đối với hai bạn, bởi vì không có nhiều người sẵn sàng để chia sẻ với các bạn rất là nhiều những kinh nghiệm quý báu như thế đâu. Và bây giờ thì xin được lắng nghe cảm nhận của chị Trác Thúy Miêu ạ. Xin mời chị. Chúng ta là chúc mừng Miêu Trung giọng hát, và rất tiếc là cái mùa mà em thi thì chị đã không còn được đồng hành với giải nữa. Nhưng mà tôi cũng may mắn là có mặt vào cái đêm chung kết xếp hạng, và lúc đó tôi đã tự nói với mình rằng là từ nay mình sẽ là khán giả của các bạn này. Và chúc mừng Yuki, chào mừng em đến với thị trường giải trí. Rõ ràng rằng là em lúc này em đang xuất hiện trên sân khấu với một tâm thế là hoàn toàn hãy còn rất là trong trẻo, mặc dù là em đã có kênh riêng trước cả em trai chị là Miền Trung. Vậy đó, chúc mừng các bạn đã dám đâm đầu và làm một chuyện rất là điên rồ. Chị thì là người nổi tiếng là suối bại người trẻ làm chuyện điên khùng, để gọi là xuống nước đang rất gà. Một là các em sẽ tìm ra một món ngon rất lạ, hai là các em sẽ học được trí thông minh là đừng bao giờ đang rất gà. Cho nên tất cả mọi người đều đến với chúng em là với hoa là lời chúc mừng, nhưng mà con đường nó là ở phía trước. Thì nãy giờ ngay cả đọc trong thông cáo báo chí và nghe cái sự diễn giải của từ Nguyên Trung đến Chi đến cả chồng chị là hậu, cho nên cái gì mà không biết về âm nhạc tí nữa thì bà gọi chồng chị sau. Nhưng mà xin phép cho chị tự phát biểu cái cảm nhận của chị. Chưa bao giờ chị là người rất mê tiếng hát đa nguyên, cái chính là sự gồ ghề đó, sự sần sùi đó, và một cái nơi là bạn rất là đẹp trai. Nhưng chị chưa bao giờ tìm thấy đa nguyên trong em đó, chưa bao giờ. Ngay cả trong những tháng này mà em đang thi, em đang lên sóng, có lẽ là bởi chúng ta có ít những cái hiện tượng đơn cử để đặt ra với so sánh. Và nền âm nhạc cải cách bolero nó đã bị gián đoạn, đứt khúc ở ngay cái thời điểm sau 1975, chúng ta chưa được hệ thống hóa lại để chúng ta thấy là trường phái xử lý giọng hát hay là phong cách thể hiện tùy theo thời điểm, bối cảnh lịch sử mà người nghệ sĩ chọn thể hiện á, nó là các trường phái mà đứng đầu có thể là những tên tuổi lớn. Và những người nghệ sĩ hậu duệ đi theo trường phái đó không có nghĩa họ là bản sao. Em chưa bao giờ là bản sao của Đắc Nguyên cả. Vậy thì đừng vội vì những cái tác động và những lời nhận xét, đặc biệt là khi đi qua một giải thi thì khiến cho người nghệ sĩ trẻ ở trong cái tâm thế là thụ động và phòng thủ, và thậm chí là đón nhận thụ động các lời nhận xét và không cân nhắc cái việc là chỉnh sửa lại. Tại vì chị nghĩ rằng là Minh Trung với cái sự thô sần và cái xướng âm của em nó rất là chân phương á. Và đúng là vì sao em khó chịu mà Yuki luyến rất là nhiều, tại vì em là thẳng nốt, em cứ thế mà giảm thôi. Thì chị vô cùng chỉ thích điều đó, điều đó nó khiến cho cái nỗ lực để làm hơi của em chạy thẳng đến cái cung bậc mà người ta chờ đợi một cách hát rất là đàn ông, và không phải là ai hết như vậy cũng là đàn nguyên. Ở đây thì Nguyên Trung lại không có sự may mắn của những cái chương trình được sản xuất với kỹ thuật tân kỳ, với dàn dựng, với hậu kỳ thượng đẳng. Có thể nói đơn cử chương trình Thúy Nga Paris mà chúng ta biết đến tiếng hát đàn nguyên, Nguyên Trung không may mắn có những chương trình như vậy để đưa em lên. Vì tôi tin rằng là em, và lúc này đây là cuộc đấu của anh chàng nghệ sĩ mới là á quân một game show truyền hình nội địa, và tôi tin rằng là nếu mà các nghệ sĩ nội địa, nghệ sĩ trẻ đấu tay không, tức là không hề có công nghệ, không có sự hỗ trợ của công nghệ, tôi tin vào các em. Tôi tin rằng là tâm bão của trào lưu âm nhạc cải cách mới sẽ thuộc về các em, chứ các em không phải là những cái bóng đi theo những cái ngôi sao lớn ở hải ngoại nữa. Gió đã đổi chiều. Do đó, Nguyên Trung, tất cả những tố chất hồ sơ của em ngay từ ban đầu
là tôi là khán giả của em thì tôi đã rất quý và đừng luôn đạt được thay đổi điều đó. Cái thứ hai nữa là cũng đừng có mà bắt người ta đổi luyến, tại vì đặc thù của Yuki đó là luyến cái sự trong sáng, chị rất là thích. cho phép tôi đặt một câu hỏi, tại vì từ nãy giờ thì có vẻ như là cái sản xuất đề cập nhiều đến ca tính của nghệ sĩ và những trăn trở hay là gì đó, nhưng mà điều cực kỳ quan trọng khi chúng ta phủ nhận đây không phải là một MV mà nó có yếu tố điện ảnh, tôi nói là chúng ta đã nghe từ ekip kỹ thuật đã quay dàn dựng giải pháp về nhiệt độ của điện ảnh so với giải pháp về nhiệt độ của âm nhạc nó khác nhau, yếu tố câu chuyện sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm trong kịch bản so với yếu tố âm nhạc, và hành động lẫn tính các nhân vật có liên quan đến sự thể hiện ca khúc, khi mà ở đây là hai ca sĩ chứ không phải là hai diễn viên điện ảnh. Thì tôi xin phép chất vấn ekip kỹ thuật, và không biết có ai là đại diện ở đây không ạ? Là những MV đầu tiên thuần túy là đa số là MV ca nhạc, và đến cái phần thứ hai là chúng tôi sẽ mời ekip kỹ thuật, biên kịch, đạo diễn để vào và quay xử lý nó để nó không còn. Em chú ý cùng với ekip của mình một chút xíu, chúng ta đang làm theo cái dạng là phim ca nhạc rồi, nó không có mang yếu tố điện ảnh trong đó rồi, cho nên là đừng để cái phục trang của mình nó vẫn bị sân khấu hóa trong cái khung hình. Đó là cái anh dặn để cho kịp thời với những cái số sắp quay hay là đang quay, mà anh lỡ không kịp gặp hai em trong cái thời điểm này thì nên chú ý cái đó cùng với ekip của mình, bởi vì là em thấy nó xuất hiện cái bóng dáng của những nhân vật đang ở trên sân khấu hơn là trong những cái thước phim, và chính những cái trang phục như vậy nó làm cho nó ảnh hưởng đến cái tâm lý nhân vật của mình rất là nhiều, và đặc biệt là nó tác động đến cái cảm xúc của người xem rất là nhiều. Họ vẫn không thấy đó là cái nhân vật, mà họ vẫn thấy đó là một ca sĩ nguyên trung và một ca sĩ ác quỷ. Cho nên là lưu ý tất cả những cái chi tiết đó luôn, nó cũng sẽ làm cho cái MV của mình nó sẽ hoàn hảo hơn. Còn thêm một cái yếu tố mà lúc nãy á, có lẽ là quý mình là người khách mời duy nhất về khách mời là văn nghệ sĩ đến mà cầm chợt ngay một cái thông cáo báo chí như thế này. Không biết là xin lỗi với anh chị em phóng viên, thật sự là mình cầm ngay và đặt vào mắt mình lại là cái sự so sánh là so sánh Nguyên Trung, anh từng được ví là bản sao hoàn hảo nhất của Đan Nguyên. Sự đọc ở đây được ức chế vô cùng, tại sao lại có cái sự so sánh như vậy? Nếu mình nói đây là cái sự so sánh khập khiễng thì chưa biết rằng nó khập khiễng về phía bên nào. Và mình đã từng tiếp xúc với cả hai nhân vật này, cả Nguyên Trung và cả Đan Nguyên, và cùng được nghe họ hát live rất là nhiều lần. Và bên mình là người anh và Nguyên Trung là người em rất là thân thiết với mình, là hai em cũng có những đêm mà ngồi tâm sự trắng đêm với nhau ngoài lề đường để mà chọn ra những cái cách hát, chọn ra những cái bài hát làm sao mà cho nó phù hợp, để làm sao mà cho mọi người đừng có cái sự so sánh nữa. Nhưng mà cái đó là cái hướng mình nói thôi, nhưng mà thực sự bản thân mình thấy nó không hề có cái sự giống ở đây, và mình thấy gần như lúc nãy ai đá về Nguyên Trung cũng nói về Đan Nguyên, thì mình mong rằng sau cái buổi họp báo ngày hôm nay đừng nhắc tên Đan Nguyên kèm theo anh trai Nguyên Trung của tôi nữa. Tôi chỉ mong rằng như vậy. Và nếu mà tôi nói bỏ ra nha, bỏ ra đấu tay đôi với nhau nha, chưa chắc bên nào hơn bên nào, cho nên đừng so sánh như vậy, tội nghiệp em nha thôi. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn những chia sẻ rất là chân thành và lời động viên khích lệ đáng gọi là đầy máu mặt của anh quý vị dành cho Nguyên Trung. Nó không hề là một lời gọi là lời khích lệ thông thường mang tính phổ thông, mà là một gọi là một lời gọi là thách thức Nguyên Trung để khẳng định em là Nguyên Trung. Và tôi cũng trong cái buổi họp báo ngày hôm nay, trước khi đến với những câu hỏi của các quý phóng viên, thì chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn sự hiện diện của các quý anh chị nghệ sĩ này, các bạn bè như là bạn thân, nhóm bạn như là ca sĩ Bích Ly, ca sĩ Trọng Khương, ca sĩ Tùng Anh, rồi diễn viên Quang Sơn, MC Phương Hiếu, rồi biên kịch Hoàng Khôi đã đến hạ cả quán quân solo Bro Như Ý nữa, đã đến để ủng hộ cho tinh thần cho Yuki, Bùi và Nguyên Trung. Và tôi cũng xin được hỏi là còn quý vị báo chí, anh chị nào có cái câu hỏi dành cho Nguyên Trung và anh Bùi không ạ?